Xin chào bà con nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung và mình cũng đã từng làm nhưng mà cách đây cũng khá lâu rồi, thì nhiều người có hỏi lại mình, đó là nuôi bồ câu mà nuôi nhốt lồng á, thì thứ nhất là mình nuôi cách làm nó như thế nào và đánh giá cái sự hiệu quả giữa nuôi nhốt lồng và nuôi thả rông hoặc là nuôi cho nó thả bay ngoài trời. Thì cái nội dung này á, thì mình đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tập tính của con chim bồ câu. Thì chim bồ câu nó cũng giống như những các loài động vật hoang dã khác, có nghĩa là nó ưa thích môi trường tự nhiên, bay nhảy. Nhưng mà khi mà mình nhốt nó vô từng cái lồng như thế này các bạn này, thì coi như là mình đã thay đổi hoàn toàn tập tính của con chim bồ câu. Thì vậy thì cái việc quan trọng đầu tiên đó là cái lồng này. Cái lồng này là mình học theo mô hình của bên Thái luôn, có nghĩa là từ kích thước, từ cái độ dày của thép và từng những cái ô nan đan như thế này thì là đều theo quy chuẩn của Thái nhé. Thì chính vì vậy nên là cái mô hình của Thái Lan này được đánh giá hiệu quả rất là cao. Về cái diện tích của nó là 50-50, tức là 50 vuông, và cái thép của nó thì tầm 3 ly đến 3 ly 2. Chính như vậy khi mà con chim bồ câu nó sống ở trong một cái chuồng này thì nó có đủ cái diện tích để nó sinh trưởng và phát triển. Và cái điều thứ hai về khi mà mình nuôi nhốt chim bồ câu thì cái mức độ hiệu quả thì mình sẽ đánh giá như thế này. Nếu mà mình nuôi nhốt từng ô thế này thì mình sẽ quản lý được nguồn thức ăn của chính cặp chim đó, ăn ít hoặc ăn nhiều. Còn đôi khi mình nuôi quần thể thì khi mình vãi cám ra trong một cái môi trường lớn như vậy ấy, thì có cặp ăn ít, có cặp ăn nhiều. Và cái việc sổ giun cho chim bồ câu 6 tháng một lần cũng vậy. Khi mà mình nuôi nhốt thế này, mình cho vào những cái máng ăn thì cái cặp chim bồ câu đó nó nhận đủ cái lượng khi mà mình hòa chung với cám. Còn khi mà mình nuôi quần thể và mình cho ăn như vậy thì như lúc nãy mình có nói là con ăn nhiều, con ăn ít, thì thành ra là cái lượng thuốc á, đôi khi nó không đủ để con chim bồ câu nó ăn vào và nó tiêu diệt run sán. Cái đó là mình đang đánh giá cái mức hiệu quả nuôi nhốt chuồng nha. Còn cái ưu điểm tiếp theo khi mà mình nuôi nhốt chuồng như thế này các bạn này, thì khi mà mình cài cái máng cái rổ đẻ ở trên tầng như thế này, thì khi mà con chim bồ câu con, mọi người có thể thấy này, bà con thấy luôn, đến một cái độ ngày nhất định nhá thì mình sẽ hạ chim con xuống để cho bố mẹ đẻ lại ở trên này. Bố mẹ đối với cặp này thì trứng của nó đẻ lại thì mình đã để vào ống máy ấp trứng rồi, thì còn hai con con ở bên dưới. Hai con này thì tầm khoảng chục ngày nữa thì mình sẽ làm thịt nó và trở thành chim bồ câu ra ràng đấy. Nên là nuôi chim bồ câu nuôi nhốt nó hiệu quả hơn nuôi bồ câu quần thể, nó là như vậy. Còn một cái điều theo mình nghĩ nó là quan trọng nhất luôn, đó là với những người mà nuôi chưa quen á, thì nuôi quần thể đôi khi một con chim nó bị bệnh. Mình lấy ví dụ đi, những anh em mà mua những cái dòng chim mà có thể về nó bị bệnh đi, thì mình không quản lý được nó, thành ra là nó lây cho cả đàn. Còn khi mà mình nuôi nhốt riêng từng cặp như thế này này, mình lấy ví dụ đi, có một con chim nào đó nó bị bệnh thì mình sẽ tách ra liền, mình lấy ví dụ đi, con chim này nó bị đậu là chữa dễ nhất nha. Đây mình lấy ví dụ là con chim la vàng này nó bị đậu đi, đây nó bị đậu ngay mắt này, nó ngay mắt luôn, thì mình sẽ tách nó ra, mình sẽ cho nó vô một cái lồng trống ở bên dưới luôn. Đây mình tách nó ra. Chim này á là nó đến ngày thì làm thịt rồi nha mọi người. Và cái việc con chim nó bị đậu á là cái này là chữa cực kỳ dễ. Và tại sao con chim bị đậu? Chim bị đậu là chẳng qua là do côn trùng muỗi cắn ở những cái vị trí đó và nó sinh ra vi khuẩn, nên là nó nổi những cái cục như hạt đậu vậy. Và chữa cái bệnh đậu này là dễ nhất trong cái loại mà chim bồ câu nó phải. Thì khi mình tách ra vậy thì mình sẽ bôi thuốc cho nó, thì tầm khoảng 2 đến 3 ngày sau thì cái hạt đậu nó sẽ rụng thôi.
và con chim bồ câu thì nó lại trở lại cái vị trí bình thường. Đấy mọi người thấy không? Nếu như mà mình nuôi quần thể á, thì mình sẽ không biết con nào nó bị bệnh gì và con nào nó bình thường. Vì thành ra đôi khi nó bị đậu này thì nó sẽ lây cho những con khác, thì đó là một điều cực kỳ nguy hiểm luôn. Còn khi mà mình nuôi nhốt như này bà con này, thì khi mà chim bồ câu ra ràng đến ngày thu hoạch á, lấy ví dụ là đến ngày thu hoạch đi, chim bồ câu ra ràng này đi, mình bắt dễ, mình bắt cực kỳ dễ, mình chỉ cần thò tay vô mình bắt như này thôi. Còn khi mà mình nuôi quần thể á, thì đôi khi mình vào một cái chuồng lớn như vậy thì mình làm xào xáo cái chuồng trong cái chuồng quần thể á, thành ra con chim nó hay bị stress nha. Và chim bị stress nó có một cái điều mà mọi người hay gặp phải, đó là chim nó hay bỏ ấp hoặc là chim nó đẻ thưa. Đó là do cái vấn đề là mình làm con chim bồ câu bị ảnh hưởng đến môi trường sống của nó. Còn khi mà mình nuôi nhốt như thế này á, thì mình sẽ quản lý được những cái đó. Và về việc nuôi chim nhốt á, mình lấy một cái ví dụ cho mọi người đi, như là cái dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, mà những cặp á mà nó có thể nuôi 3, nuôi 4 thì mình ghép cho nó. Mỗi lần chim bồ câu đẻ là chỉ đẻ 2 trứng thôi, nhưng mà khi mà mình lấy trứng nở trong máy ấp trứng mình ra ghép thì nó có thể nuôi 3 này, nuôi 4 này, thì là cái mức độ hiệu quả. Còn những cặp mình phân ra đây là những cặp chuyên để đẻ thôi. Có những cặp ở trại mình có những cặp chuyên để đẻ, không nuôi con nhé, mình không cho nó nuôi. Thì thành ra là có những cặp mình cho đẻ hết trứng luôn, nghĩa là một năm nó đẻ tầm khoảng 25 đến 30 lứa. Còn nếu như mà bà con nuôi mà nuôi theo cái dạng bình thường á, thì một năm đẻ tầm khoảng như là 17 đến 18 lứa là quá ghê rồi. Còn mình nuôi này có nghĩa là chim bồ câu nó gấp đôi. Khi mà con chim nó đẻ gấp đôi như vậy thì đồng nghĩa với lợi nhuận của mình tăng lên rất là nhiều. Còn mỗi lần cho chim bồ câu ăn á, thì mình chỉ cho ăn một nắm thôi nha, mình chỉ cho ăn một nắm thôi. Và nhiều người có nói rằng chim bồ câu ăn nhiều, chim bồ câu ăn nhiều là do chính bản thân người nuôi cho nó ăn nhiều. Còn nếu như mọi người cho nó ăn đủ liều lượng, đủ các chế độ cho nó ăn thì nó ăn cực ít, như ở trại của mình vậy. Mỗi lần ăn chỉ cho ăn một nắm thôi, và một ngày thì mình cho ăn hai lần là hai nắm đó. Thì một tháng trung bình mình 100 cặp á, thì nó ăn tầm khoảng là 2,5 triệu tiền cám và thức ăn. Thì thành ra là nếu mà anh em nào mà nuôi trang trại mà vừa thì hoàn toàn có khả năng mình có thể là nuôi được 100 cặp chim bồ câu. Và lợi nhuận của 100 cặp chim bồ câu thì một tháng nó dao động trong khoảng từ 5 đến 6 triệu nha bà con. Và cái nội dung này mình nghĩ nó sẽ mang lại rất nhiều những thông tin quý giá cho mọi người. Và cảm ơn tất cả bà con đã theo dõi video của mình nha.